lần của các thủ LC. Một tình huống dứt điểm cuối cùng của Thanh Lương đã không vượt qua được. Rất tuyệt vời, chúng ta thấy Lương dị như thế nào. 3-0 ở phút thứ 55 của trận đấu, Lương dị đã thực hiện một tình huống bấm bóng qua hàng rào và bay vào lưới. Thủ môn Đăng Thảo đã bắt bài nhưng anh đã bị bất ngờ. Tình huống đá phạt rất tốt của Lương dị, đúng tình quái của Lương dị đã kiểm chứng khó khăn cho trận đấu bên cạnh và không xem lại và tổ chức lại được một con bóng tuyệt vời của Văn Trường. Kịp bắt bóng ở tình huống bóng bật ra. Nỗ lực của lão